Sách Sáng Thế Ký chương 1. Tạo thành trời đất. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: phải có sự sáng, thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: phải có một khoảng không giữa nước, đặng phân rẽ nước với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không, cách với nước ở trên khoảng không. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhì. Đức Chúa Trời lại phán rằng: những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời lại phán rằng: đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất. Thì có như vậy, đất sinh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ ba. Đức Chúa Trời lại phán rằng: phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm. Lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn, vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm. Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ tư. Đức Chúa Trời lại phán rằng: nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sinh ra nhiều, tùy theo loại, và các loài chim hay bay tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy rẫy dưới biển. Còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ năm. Đức Chúa Trời lại phán rằng: đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng và các thú rừng đều tùy theo loại. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Dựng nên loài người. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò dưới mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy rẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống, thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai,
ấy là ngày thứ sáu. Sáng thế ký chương 2, thiết lập ngày thứ bảy nên ngày thánh. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên. Trong lúc Jehovah Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, và lúc đó chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Jehovah Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa, song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Cảnh vườn Ê-đen. Đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về phía đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-xôn, ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-na là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-khe, chảy về phía đông bờ cõi Assyri. Còn sông thứ tư là sông Euphrat. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: người được tự do ăn hoa quả các thứ ở trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai người ăn chắc sẽ chết. Thiết lập lễ hôn nhân. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú ngoài đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Sách Thi Thiên, đoạn 1. So sánh người công bình với kẻ ác. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cơ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Jehovah biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Matthew, đoạn 1. Giáo phổ của Đức Chúa Giêsu Christ. Giáo phổ của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah và anh em người. Judah bởi Thamar sanh Phare và Sarah.
Phare sanh Ekron, Ekron sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Nahashon, Nahashon sanh Sanh-môn, Sanh-môn bởi Rahab sanh Bo-ô, Bo-ô bởi Ruter sanh Obed, Obed sanh Jesse, Jesse sanh vua David, David bởi vợ của Uri sanh Salomon, Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abiza, Abiza sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Osia, Osia sanh Jotam, Jotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasseh, Manasseh sanh Amon, Amon sanh Josiah, Josiah đang khi bị đẩy qua nước Babylon sanh Jechoniah và anh em người. Khi đã bị đẩy qua nước Babylon thì Jechoniah sanh Salathien, Salathien sanh Sorobaben, Sorobaben sanh Abiud, Abiud sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Aso sanh Sadok, Sadok sanh Achim, Achim sanh Eliud, Eliud sanh Eleasa, Eleasa sanh Mathan, Mathan sanh Jacob, Jacob sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị lưu đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở cho đến khi người sinh một trai thì đặt tên là Giêsu.